quên mất chú tên là gì? Chú tên là Trung. Trung nhỉ? Ừ. Từ Nam Định lên đúng không? Nam Định lên. Chú là đi từ đêm rồi đúng không? Đấy, đi từ giờ tối qua lên đây là hơn 8 giờ. Chú. Cái Tùng La Hán này bao nhiêu tiền? La Hán là 15 triệu. Giá bán ra là 4 triệu. Vâng, cây đẹp đấy nhỉ? Cây đẹp. Chú cho cháu xin cái số rồi, chú vào đây. Chú là 0915 801 891. 0915 801 891. Ờ. Chú Trung. Mọi khi chú hay bán từ đêm lắm. Hay bán đêm. Mà là anh em ở chợ thường là lấy cây của chú xong rồi bán ban ngày. Đấy. Thế còn cái cây Tùng này thì bao nhiêu? Đây là 2 triệu. Chú Tùng. Này, chú rất nhiều, 2 triệu. Rất nhiều Tùng nhỉ? Đa số là chuyên về Tùng, còn các cái hàng khác thì vẫn có. Để cháu quay chi tiết lại. Cái cây nó gọi, chú vừa gọi là Sơn Tùng Duy à? Không. À, cây này là cây Sơn Tùng. Sơn Tùng, nó có quả cái gì? Không, nó là chưa hoa. Hoa. 8 triệu rưỡi. Ok, cháu xem. Cháu dạy chi tiết đi. Cái lá đẹp đấy nhỉ? Lá rất đẹp. Đông xa nhiều người cứ tưởng là linh sam nhỉ? Đấy. Lần đầu cháu biết cái loại này nhỉ? Hàng khác độ. À đây, hoa nó đây. Sáng ông Tân cũng ở đây, ông có lấy cái gì của chú không? Có, lấy cây đề. À, lấy cái đề. Cây đề còn ngon. À, đẹp, chắc là đẹp. 3 triệu. Chắc là đẹp. Cái tiền gì của anh? Vâng, tiền gì đấy. Cái tiền đấy, cây 700. Đấy, Tường Vi già đấy. Sơn Tùng MTP. Thực tế là tôi có nghe nói và xem trên mạng rồi, hôm nay thực tế mới được nhìn trực tiếp đấy các bạn. Trên mạng có một số anh em hôm qua có một cái ngày của cái ngày mà cho nhiều bác áp cái cây này lắm, nhưng hôm nay nó lại có duyên gặp cái này ở chợ. Đấy. Cái thân của nó cứ cái thân của nó nhìn rất hay nhỉ, nhìn rất cổ thụ. Anh quay vào cái trong bụng của từng thân của nó để cho cái đường chạy của thân này. Rất hay. Đây hoàn thiện rồi. Chơi thôi. Chơi. Lá rất đẹp. Lá trông như lá dừa, lá giả. Lá rất đẹp. Lá. Lê nhựa. Giá bán là 14 triệu. Trang này nhìn rất hay. Đấy, và có cái đôn voi ở phía trước, nhưng mà để đôi thì đẹp, nhưng mà tiếc là có một cây. Tiến dần cũng được. Sơn Tùng. Hải Sơn Tùng. Đẹp nhỉ? Tùng Hải Sơn. Hải Sơn Tùng. Phắn lên chậu. Cây này có những cây to vĩ đại lắm, mà bác trong Huế có cây này thì biết. To lắm. Cây Tùng chỉ nhìn qua ảnh thôi.
xanh. Mười giờ tôi phải đi hết cỗ thôi. Mày đi ăn cỗ bây giờ chú ạ. Chú cứ ngồi đi. Lâu lắm mới lên khu vực này. Ủa đi à, cháu ơi. Ủa đi nào. Cái này cháu ơi. Ba chị là không cách mua. Xéo đúng không ạ? Xíu, xíu hay ruồi ruồi. À đây á, ruồi. À ruồi nhìn như da như xíu nhỉ. Ruồi. Nhìn như cơm nguội. Cái này phải ác nhỉ. Cái này phải bay đi đủ ruồi. Cái sông này ghê. Ruồi. Đúng rồi. Ruồi, đúng rồi. Vâng, làm việc nhé. Cái này phải bay đi là đúng rồi. Bay nó bị thoảng cây đấy. Cây này phải cây này phải chỗ này phải bay đi rồi mới đẹp. Không để đấy ai mua về thì bay. Ai thích bay đến đâu bay. Đẹp hẳn chưa? Cái này bao tiền rồi? 3 triệu. Mặn hơn cầu Trương Dương. Cây 55. Thế cái này anh của nhà trường. Thế anh khẳng định là 15. Thế mà khẳng định là 15. Thế ông hàng xóm. Nghe bảo thế. anh đã được 50 tuổi chưa? Đây này hơn 40. Thế hơn 40 thì chưa thể nói được rằng ông hàng xóm ông bảo thế. Ngô đang nhiều hoa. Vừa nãy đi lướt xe máy qua. Chơi bóng, không quá cầu kỳ thì cũng hay. Ngầu. Cần thăng à? Nhìn không có lá tưởng cái cây cơm nguội. Suối nó phải suối. Đúng thế. Đó, cái cây mình thân suối này. Nó nói cho nó dùng cái loại suối lá nhỏ này là mình bấm đâu là được cái suối. Ok, nó có tuổi. Ở đây. Thế tím ra này. Cái quả tím. Đúng nhỉ? Thế tím ra này. Quả màu tím. Hay nhỉ. Đấy, cái quả màu tím. Vâng. Quả này màu tím hay là quả là non màu tím vậy không biết. Sang chỗ khu vực của Hiền đây. Xương cá. Xương cá nhiều tiền không anh Hiền? Ngồi đâu rồi? Xin lỗi các bác, chả có giá ở chỗ này. Không có giá. Các bác cứ ngồi trú mưa hết rồi. Trú mưa hết rồi. Trong này này. Một số anh em thì rất dễ hỏi giá mà. Nhưng một số anh em thì hơi khó, các bác thông cảm nhé.
Rồi, bây giờ tôi xin phép và đi có việc bây giờ. Chào các bạn nhé.